Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cài phần mềm MasterCam for SolidWorks, MasterCam 2018 for SolidWorks 2017 anh em nhé. Đó là phần MasterCam cài trên nền tảng của SolidWorks. Dùng cái phần này rất hay anh em ạ. Anh em nào mà sử dụng SolidWorks rồi mà muốn cài MasterCam tích hợp trên SolidWorks dùng rất là thích. Đầu tiên thì anh em có thể tải phần mềm nhé. MasterCam for SolidWorks cài rất là dễ anh em ạ, dễ hơn MasterCam nhiều. Để anh em có thể cài MasterCam 2019 cho bản thứ hai, Xuyên quốc thứ hai lại 10 đến 2018. Ok, anh em có thể tải về. Sau đó thì anh em tải về như mình tải đấy nhá. Anh em có thể thấy này. Sau khi tải ra thì anh em sẽ vào thư mục này, MasterCam này. Vào crack và giải nén nó ra, extra. Và giải nén ra màn hình như này nhá. Khi mà anh em giải nén, anh em phải nhập password vào đây. Tìm đến chỗ này. Đây anh em nhập password, và password của nó là hoquangdai.com hoặc là tx-máy-tính.com. Anh em tải ở nguồn nào thì anh em sẽ đánh vào và nó ra được cái crack như này. Copy cái thư mục MantiK vào, copy vào, copy vào ổ C này. Anh em cứ copy vào ổ C này. Đây. Và sau khi chạy thì kích lúc cái này lên, chạy kích lúc cái này lên. Và chạy xong cái này cứ yes rồi. Xong kích cái intro này thì chạy với cả quyền admin nhá. Ok, mình vừa làm qua bước đấy rồi. Và sau khi xong thì anh em lại vào cái thư mục setup và chạy cái file này lên. Chạy file này thì nó cũng đòi mật khẩu, thì anh em cứ đánh mật khẩu vào tx-máy-tính.com hoặc các loại .com gì đó. Xong nó ra cái này, MasterCam for SolidWorks này. Anh em click vào đây. Đó. Anh em phải cài SolidWorks trước nhá. Mình cài rồi đây này. Next. Next. Cài này rất là dễ, nó không như kiểu MasterCam kia đâu. MasterCam bình thường chạy anh em chỉ có cài X5 là dễ thôi, còn các cái phần mềm X6, X7, X8, X9 hoặc là 2015, 2017, 2018, 2019 nó chạy lằng ngoằng lắm, cài lằng ngoằng lắm. Cài vẫn cài được nhưng mất công lắm. Con máy mình đang dùng đây là rất khỏe anh ạ. Lenovo ThinkPad P52. Để cho anh em khỏe, anh em có hình chút. Con máy này trâu cày đồ họa, một dòng máy chạm, một con laptop chuyên dùng để làm đồ họa. i7-8850H, RAM 32GB. Các đồ họa của nó là các Quadro P1000 4GB. Và đặc biệt là còn bên đây là ORVMe-M2-1T anh em nhé. Anh em làm đồ họa thì nên mua dòng laptop máy chạm ấy. Còn máy cây thì mình không nói. Máy laptop thì tốt nhất là mua dòng máy chạm. Máy chạm của Dell thì có dòng Precision, HP có dòng Workstation, Lenovo có Lenovo ThinkPad, Netship. Anh em kiểm tra xem được chưa thì đây nhá. Để mình tắt cái file này đi. Khởi động SolidWorks lên. Đó, anh em vào phần cái bánh tăng này. Kích vào cái mũi tên chuột xuống Admin này. MasterCam cài được là sẽ hiện đây. Kích vào đây. Đó, ok. Như vậy là anh em đã cài được MasterCam for SolidWorks, một phần mềm MasterCam chạy trên nền tảng của SolidWorks. Mình sẽ giới thiệu qua cái giao diện của nó cho anh em xem nhé. MasterCam mà cài bình thường rất là nhẹ, nhưng mà cài trên nền tảng của SolidWorks khá là nặng đấy anh em nhá. Nhưng mà dùng rất là dễ sử dụng, rất là thích. Ok, bây giờ mình sẽ ấn thử này, New này. Đó, một cái giao diện mới hiện lên. Và anh em có thể nhìn thấy MasterCam là nó xuất hiện ở đây này, MasterCam 2018 chạy trên nền tảng của SolidWorks nhá. Phần này cái thư mục của khi mình thiết kế này, và đây là phần MasterCam này. Đó. Đây là các lệnh trong MasterCam này. Và đây là các cái lệnh Future này. Mình sẽ thử vẽ một chi tiết đơn giản và cho anh em hướng dẫn anh em làm quen với giao diện này nhé. Ok, mình thử cái này đi. Hãy subscribe.
Mình ví dụ như này, cho độ khô nó to lên tí. Cho anh em nhìn thấy nó là 3D. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lập trình gia công cái này trên máy CNC bằng phần mềm Mastercam 2018 for SolidWorks. Đầu tiên anh em chuyển sang giao diện của Mastercam này. Khi mà thiết kế xong như này rồi nhá, anh em có thể chuyển sang đây. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ lấy gốc. Kích vào đây, anh em tạo mặt mới này. Và đây là yêu cầu là một cái đặt tên này, ví dụ như là mặt phẳng gia công anh em không cần đặt được. Chẳng hạn như thế, đây là chọn bề mặt để làm bề mặt sau này mình sẽ gia công đây là bề mặt để như kiểu bàn máy anh em nhé. Đây là gốc này, anh em có thể đặt vào gốc ở góc phôi này cũng được. Ok, x y theo chiều như này là ok rồi, chuẩn rồi này. Ok, tích vào đây. Anh em chuyển cái gốc với cả cái tọa độ mới lên đây để mình gia công theo cái tọa độ này nhá. Không nó lại nhận theo cái tọa độ này đấy. Ok. Đó, anh em có thể nhìn thấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử gia công cái hốc này đi. Gia công 3D luôn đi nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh hốc két đầu tiên đi. Hốc két này. Chọn cả khối này đi. Và chọn đường bao. Đường bao thì anh em có thể chọn mặt này. Và gia công vào mặt này đi. Đó. Mặt này đường bao nó sẽ đây, nó sẽ lấy cái đường bao quanh này chỉ gia công ở trong lỗ trong khung này thôi. Còn bề ngoài là mình sẽ phay thô rồi. Mình sẽ phay bằng máy phay cơ rồi để đạt được cái kích thước tinh của phôi rồi. Ok. Chọn dao này, Clip Newton này. Anh em có thể chọn, ví dụ mình chọn con dao 10 đi chẳng hạn. Ok, thông số để mặc định hết đi nhá. Cái này là mô phỏng thôi. Tốc độ. Cái này là tốc độ theo phương XY. Anh em có thể để 1000 vào đây xong ấy. Người công nhân người ta sẽ tự điều chỉnh được nhá. Theo kinh nghiệm được mà theo dao giết dao cộ được. Cái này thường thường công nhân người ta sẽ làm. Người thiết kế thì mình cứ để cái kích thước cái tọa độ cái bước tiến này thôi. Cơ bản như này thôi. Còn công nhân người ta làm, người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ chọn tốc độ làm sao cho hợp lý chẳng hạn. Cái này là xét theo kiểu X0, Y0, Z50. Mà lúc người công nhân người ta nhấc Z lên 50. Cái này là sau mỗi đất cắt nó sẽ nhấc lên 25 anh em nhé. Nhấc cái tọa độ theo tọa độ. Cái này là mà theo mặt phôi này. Tọa độ theo cái này là tuyệt đối, tọa độ tuyệt đối. Nếu anh em để sang đây thì nó sẽ tính theo cái bước cắt cuối cùng. Ví dụ như âm 10 nó chỉ nhấc lên là cách bề mặt là 15 thôi. Đây là xuống cách bề mặt 2mm thì bắt đầu cắt theo cái tọa độ Z F mà 100 lúc mình để cái lượng dư. Ok, và qua là nhanh thôi. Cái này 0.5 đi. Cái này anh em có thể, cái này là xuống theo kiểu xoáy dao nhưng đỡ hỏng dao nhá. Hoặc là xuống dao theo kiểu gì đó. Mai mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Ok, mình cứ để này đi. Mô phỏng thôi. Bỏ này đi. Các cái này mình, anh em mà quan tâm mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Các cái này là có ý nghĩa gì. Ok, anh em có thể nhìn thấy máy nó đã tính toán xong rồi này. Đó, khi mà gia công anh em có thể mô phỏng thử xem rồi. Nhìn đường dao xem nó chạy có chuẩn không. Ok, hôm nay mình giới thiệu với anh em cách cài đặt Mastercam for SolidWorks. Một phần mềm Mastercam chạy trên nền tảng của SolidWorks và hướng dẫn anh em qua cái giao diện của Mastercam thôi. Hôm sau nếu anh em quan tâm thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhiều hơn các lệnh gia công, các kiểu gia công hay là SolidWorks. Anh em có quan tâm mình sẽ hướng dẫn anh em về SolidWorks từ cơ bản đến nâng cao nhé. Ok, bye bye anh em.